Ngày 25 tháng 8, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến 5 chiến sĩ công an bị thương. Đồng thời, lực lượng đã khoanh vùng làm rõ những người liên quan tới vụ việc và mời những người này làm việc với cơ quan điều tra. Trước đó, ngày 23 tháng 8, một xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm, Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, theo tuyến đường 587 đi qua địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa. Quá trình vận chuyển cánh quạt gặp khó khăn vì người dân hai bên đường dựng tre gây cản trở nên khoảng 50 người, gồm lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương đến hỗ trợ. Khi xe đến đoạn đường 587 thuộc địa bàn thôn Ván Ri, xã Húc, thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng bồi thường. Đến khoảng 19:30, rất đông người dân la ó, đập vỏ bia, ném vào lực lượng bảo vệ khiến hai chiến sĩ cảnh sát cơ động và ba công an bị thương.